Xin chào các bạn, đây vẫn là series Chơi Cờ Với Nắng. Các bạn có theo dõi giải đấu tiếp đi vòng loại C không? Đéo. Có à? Ừ, mình cũng thế. Mặc dù là nó đã kết thúc khá là lâu rồi, nhưng mà bộ bài kêu vẫn rất là ám ảnh mình. Đi ngủ cũng mơ thấy đứa con của thượng nhân Targon cầm kiếm quạt cho team địch toát mối đít luôn. Thế là mình phải làm ngay một game kêu thập tử nhất sinh để thi uy sức mạnh con hạc carry một tiền này cho bạn thấy. Game này thì mình gặp một ông 8 can trường dám gáy sớm với mình luôn, ác chưa? Các bạn hãy xem hết video để thấy là cái kết của kẻ gáy sớm là như nào nhé. À, xin một phút quảng cáo ấy, ngoài những video và livestream chơi game bốc phét trên kênh YouTube Nắng Official ra thì mình còn một kênh YouTube nhỏ nhỏ xinh xinh đăng vlog về cuộc sống của mình, về những điều thú vị hay ho mà mình muốn chia sẻ với các bạn nữa. Đây này, kênh Chuyện Của Nắng nha. Ở đây thì mình hơi dịu dàng, nữ tính cute phô mê que thì các bạn cũng được giật mình nhé, vẫn là mình thôi. Ở ngoài thì mình cũng như thế, nhưng mà nói các bạn yêu tin, mọi người sắp kênh để mình có động lực quay nhiều vlog hơn nhé. Ok, không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình vào game luôn đấy. Có rất nhiều lượt vote khác nhau và thành phố được chọn là Zaun, kho tàng thiên thực. Sau 3 ra quái đầu tiên thì mình có 3 mảnh trang bị là một cung, một giáp và một đan máu. Như thường lệ thì 2.1 là vòng chọn lõi, lần này là lõi vàng nha. Đã có cung ở 3 ra quái khởi đầu nên là mình chọn luôn nhà tài phiệt nhiều huyền thoại tam ken để tích tiền. Cộng thêm tiền rơi ra từ chọn lõi nữa thì mình chốt luôn bài đầu kêu. Yên tâm đi, mình chết qua rồi không có nhà nào trùng đâu. Lúc đấy hay đấy. Lưu ý cho bài này là một, rất cần cuồng đao cho kêu nên nếu mà không có đồ liên quan đến cuồng đao thì đừng cố chấp nhé các bạn. Hai là nên check bài để tránh cho trùng, xong rồi là cả hai cùng chim cút. 20 tiền được tích lại ở 2.1. Mình đã có kêu 2 nhờ các round đổi miễn phí từ cửa hàng trước đấy, nhưng mà không cho vào sân vì kêu không có đam. Cho 2 Samira cùng một cá sấu vào sân, mình đép được một chép. Để tích đủ 30 tiền ở vòng này thì mình mới cho kêu vào sân cùng Poppy, bán hết các thứ không liên quan để tích 30 tiền. Check bài thì thấy có một ông cho Pitovo còn yếu hơn cả mình. Vì bài này cần rất là nhiều tiền roll nên là mình phải có một chỗ thua đẹp. Lo lắng là thế chứ có gặp đâu. Thua luôn 4 chiếc ngay ở round này. Tiếp tục để thua 3 chiếc ở vòng sau đấy và còn lại 80 máu, lượng máu thấp nhất trong lobby để được đi chợ đầu tiên. Tất nhiên là phải nhặt cuồng đao rồi. Mình quất luôn con Ash cầm gậy không phải suy nghĩ. Sona được vào sân ở 2.5 kích 3 để Marcia. Thấy cái ông Peter vừa cứ sang lobby nhà mình liên tục, suy nghĩ xuất hiện trong đầu là giờ mà mình có cho tướng yếu nhất vào sân thì vẫn thắng cái ông này. Nếu kiểu gì gặp cũng thắng thì mình cứ thắng nhiều chết nhất đi, đẩy máu không trông ý nổ luôn. Hợp lý. Gặp thật mọi người ạ. Đã thế thì mình lắp luôn cuồng đao cho kêu được ông này 4 chết. Và chiến thắng đó cũng là chiến thắng duy nhất trong vòng đấu 2 chấm này, vì bài mình yếu nhất sau mỗi ông khủng long đấy rồi. Tiếp tục là để thua 4 chết và còn lại 72 máu trước rau đá. Rau đá cho mình đúng một cây BF, còn lại thì toàn tiền là tiền. Để mình tiếp đủ số 70. Sang hóng hớt tí thấy ông Pinover kia còn cẩn thận thua cả quái cơ. Má nó cười ấy. 3.1, 82 tiền dành dụng được thì mình sẽ hyper roll. Mình đang có 6 kêu, 3 Poppy và 2 Maokai. Để xem là với cái số tiền này mình sẽ roll bao nhiêu con 3 sao nhé. Không chờ lên 5 đâu vì level 4 tỷ lệ tới 1 tiền là 55% nên là sẽ dễ dàng hơn. Nói thế thôi chứ đen thì cũng chịu. Bắt đầu roll nhá. Mình roll rất nhanh và rất nhiều, xuống 30 tiền thì con tướng lên 3 đầu tiên là Poppy. Tiếp tục roll với số tiền còn lại thì mình bắt được kêu thứ 9 và Maokai thứ 8. Đánh giá đây là một tướng roll có lời. Poppy 3 với đồ ánh sáng giúp mình đủ chống chịu để chiến thắng khi mà mình chỉ gặp một cái nhà đang eco với cái lõi nhà tài phiệt. Đánh nhau xong thì tiếp tục cho lõi với lại là lõi vàng. Dùng hợp thì chắc chắn là không cần thiết với bài đấu của mình rồi. Roll xong thì nó ra vé vàng. Ui dồi ôi mẹ ơi, người ta roll hết cả 80 tiền rồi còn đâu mà xài vé vàng nữa. Loại. Nắm rõ đối thủ là một cái lõi đánh nhau có thể chọn được. Roll cái ngân sách cân bằng thử xem. Thì có đồng lòng đấu tranh cũng là một cái lõi dùng được nha. Check lại một lượt thì thấy cũng ít nhà chơi cùng hệ với mình, nên là mình roll thử nắm rõ đối thủ. Nó ra thập tử nhất sinh múc luôn. Mặc dù lấy cái lõi này thì mình vẫn chấp lõi, nhưng mà không sao, sức mạnh sẽ được phô diễn ở những round cuối. Điều tuyệt vời hơn là Maokai thứ 9 cũng đã xuất hiện. Đấy mới chính là thứ mình cần. Lúc này thì mình cũng muốn lên 6 để bỏ thêm giáp đồ, nâng sao cho Poppy lên 4 lắm, nhưng mà không có tiền. Gặp nhà 4 hiệu trợ nhân với Kama 2 sao cầm găng bỏ thạch, chưa thể đục xuyên được hàng tanh đã rất vàng của mình. Tanh của họ yếu hơn nên là kêu của mình đi qua trả được. 3.3 thì mình gặp một nhà level 6 nhưng mà full 1 sao và tiếp tục giành chiến thắng, nâng chuỗi lên con số 3. Đi chợ thôi nào, hai cuồng đao sẽ là cần thiết để kêu có thể tích được sức mạnh sớm nhất. Tuy nhiên là vì mình chưa có cung hay là gậy ở nhà nên là lựa chọn tối ưu ở vòng này sẽ là một chiếc giáp để về lắp luôn giáp gai cho Poppy. Up level 6 luôn và cho Chitana vào sân để nâng Poppy lên 4 sao. Gặp cái nhà lối đi riêng này, ngoài tanh được chút đỉnh từ cá sấu ra thì no dam, bị mình đấm cho nguyên sàn luôn. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên. 3.6 gặp luôn ông bố thách đấu với Kalista 2 có cuồng đao, Irelia 3 đồ tanh với chiếc mùa đông vĩnh cửu hơi đáng sợ. Nhưng mà Poppy của mình say no, kêu cảm nhận được cái lạnh nên là quạt chậm đi một chút. Còn Poppy thì liên tục tung những pha đập búa, hất văng đối thủ. Dây chuyền ánh sáng hồi lại lượng máu nhất định và giảm luôn sát thương cho Maokai. Irelia nằm xuống, Poppy nhà mình tiếp cận để kêu có thể hạ gục nốt phần còn lại. Rồi, chiến thắng thứ 5. 5 con sói cho mình 4 mảnh đồ là một BF,
một váy, một găng và một gậy phép. Lắp luôn khăn cho Kêu để nó có thể thoải mái quạt mà không sợ các hiệu ứng như là làm chậm làm choáng quần què gì sất. Thật ra thì đồ chuẩn khuyên dùng cho Kêu là hai cuồng đao với cả một kiếm súng, nhưng mà trong tình huống này thì mình phải lắp khăn thôi. Ông bốn hiệu triệu nhân lúc nãy giờ cũng đã update được dàn tay nhiều hay sao hơn. Kama cũng được trang bị thêm chủy xuyên phá, nhưng mà nhiều đấy là chưa đủ đô với Kêu nhà mình. Lại lập đi ra ba cái lỗi vàng với không phải hôm nay. Cái này sẽ khá là ngon nếu như mà mình chưa lắp khăn cho Kêu, chứ giờ lỡ lắp rồi không thể cho con tướng khác cầm được. Loại khả bảo thạch thì luôn là một sự lựa chọn tốt, có thể dùng. Mình roll thử lõi tiền của Tam Ken thì thấy huy hiệu để Demacia. Mình quyết định chọn huy hiệu để Demacia để lấy luôn một đồ ánh sáng ở ngay thời điểm hiện tại, sau khi mà up 7 cho thêm một tướng vào nữa, vì mình đã có Sona trên hàng chờ rồi. Bài Kêu này thì có thể đi theo hướng nhiều đồ tệ hoặc là nhiều Demacia nhé các bạn. Bài mình thì đã full update tính tới thời điểm hiện tại, còn ông này thì vẫn đang loay hoay roll và xoay Afe can trường. Vì quá nhiều một sao và tướng cầm đồ đang là Aksan nên là ông này dễ dàng có được thất bại. 4.3 mình gặp lại nhà lối đi riêng. Ngoài việc up level 8 và thêm một ít đồ cho các chủ lực ra thì ông này cũng không update được quá nhiều. Khăn giải thoát cho thấy tác dụng khi mà nó counter luôn con Java nhảy vào Kêu team mình. Easy chuỗi tháng 8. Định lấy cung ở vòng đi chợ để về lắp full đồ cho Kêu, nhưng mà tiếc là bị ông kia lấy mất. Đánh lấy về Gwen cầm nước mắt vậy. Đối đầu với cái nhà 6 can trường của AFE 2 ba đồ, nhìn dàn tanh của họ toàn một sao trông có vẻ yếu, nhưng mà đấy chỉ là nhìn thôi. Còn thực tế thì châu vãi trường, AFE với hai cổ đao tích số liên tục hạ gục đi tanker của team mình, trước cả khi mình hạ gục được hai con tướng can trường một sao team bạn. Không còn tanh nữa thì Kêu bất lực trong việc giữ lại win trích cho mình. An ủi được phần nào khi mà mình tiếp tục chiến thắng cái nhà 6 hiệu triệu nhân chỉ với một chết để tiếp tục giữ máu và lên 9. Rao chim cho mình ba mảnh đồ là một nước mắt, một găng và một kho rèm. Mở kho rèm ra lấy chiếc cung để hoàn thành hai cuồng đao cho Kêu. Đồ còn lại thì sâu di cho Sona, bút tốc độ đánh sớm, dây chuyền và vô cực cho tạm cờ lẹt. Do lúc nãy nhấn nhầm cái đai máu vừa người cờ lẹt mất rồi. Gặp bóng và tiếp tục là một nhà Afe can trường, nhưng mà Afe này mới một sao nên là chưa đủ đam. Kêu với hai cuồng đao cộng với bút tốc đánh từ Sona là đủ để quạt trả và đủ để thắng. 5.2 mình lên 8, roll nhẹ để đổi lại đồ cho Poppy. Gwen cầm vô cực và roll được Sona 2 bút cùng tí tốc đánh. Gặp lại nhà thách đấu với mùa đông vĩnh cửu, chỉ tiếc là lần này Kêu của mình đã có khăn nên là không có sợ nữa. Quạt rất nhanh để tích số, Poppy với những cú hất tung liên tục gây khó chịu ở team bạn. Kalista chỉ kịp giết Poppy trước khi phải nằm xuống. Hết Afe 6 can trường thì lại đến lượt ông này. Afe 4 can trường cộng với 4 băng. Afe 1 sao với 2 cuồng đao, nó bắn kép đít lần lượt là Maokai sau đến Poppy. Lõi can trường của họ giúp cho các vị tướng tanh liên tục hồi máu, cộng với giáp ảo được tạo ra nên là Kêu nhà mình khá là bất lực. Mình để thua và còn lại 47 máu. Đi chợ thì A chốc cũng mất mà đồ tanh cũng mất, nên là lựa chọn cuối cùng của mình là một chiếc ấn quần đảo bóng đêm để tí nữa sẽ kích mốc 4 quần đảo. Chưa lên 9 vợ ở 5.5 vì mình vẫn muốn update thêm đội hình sau khi mà lên cấp. Gặp nhà lối đi riêng với full 2 sao, họ đâm bằng Kai'Sa và tanh bằng Nasus là chủ yếu. Những cơn mây Ikathia của Kai'Sa cũng khá yếu, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, Kêu nhà mình chỉ có lượng hồi phục ít ỏi từ đồ tệ, nên là sau 2 lần bắn từ Kai'Sa đã phải nằm xuống. Poppy một mình chống Mafia và cũng phải nằm xuống luôn. 5.6 gặp lại nhà Afe can trường khi mà họ đã update thêm, còn mình thì vẫn vậy, tiếp tục để thua và còn lại 27 máu. Mở hòm đồ vừa săn được từ rồng ngàn tuổi ra và mình lấy thêm về một chiếc máy chiếu. Mình up level 9 là 6.1 và roll được Hammer 2 cùng với 3 nâng cấp thay vào chỗ Timo. Ô súng góp phần làm giảm đi kháng phép và lượng hồi máu từ team bạn để Kêu có thể dọn dẹp hàng tanh. Máy chiếu ở chính giữa làm chậm thời gian ra skill của các tanker. Tanker hai bên nằm xuống, Kêu 3 solo với Afe 2 và cả hai nằm xuống cùng một lúc. Họ còn 2 tướng và mình còn 3. Ụ súng bắn rồi kết liễu đi hai con tướng yếu hơn. Thế là mình thắng cái nhà Afe can trường Phrazot. Cuộc chiến chỉ có lại 3 nhà, 6.2 thì mình gặp bóng cái nhà 8 can trường. Nhưng mà Kêu phải làm việc rất cật lực với 99 lần quạt trả mới giành được chiến thắng. 6.3 thì mình hội ngộ nhà Afe băng, họ đáp level 9 và cho thêm Rai vào sân. Tiền còn rất là nhiều, chắc là để cho Rai có đam. Mình thêm được Senna vào sân trước đấy, búp thêm rất nhiều giáp và tốc độ đánh cho team. Ụ súng đứng bên cạnh Kêu cùng với cả Sona hỗ trợ con carry này hết mực. Liên tục là những pha quạt trả và trà đĩa giữa hai bên. Kêu có được khăn nên là thoải mái quạt mà không sợ là bị làm choáng bởi 4 băng. Tanh của bạn tỏ ra là yếu ớt hơn khi mà bị ụ súng bắn vào. Kêu lần lượt kết liễu đi từng con một và giúp nhà này tới gần hơn với cái top 3. Nhà 8 can trường thì dễ dàng thắng cái bóng của mình rồi. Nhật về A chốc ở vòng đi chợ vì nãy giờ roll mà nó không ra, cho luôn vào sân và bỏ tạm 5 Demacia. Vì giờ này thì mình cần đam hơn là tanh. 6.5 mình phải đối đầu với nhà 8 can trường,
họ chiếu thẳng mặt tim mình. Ngoài ra thì còn có lốc ở ngoài để canh lốc kêu, bị lốc lên trong khoảng thời gian khá là lâu, làm cho kêu của mình không thể tích được cuồng đao. Khi mà hạ cánh xuống thì tim của mình cũng đã bị Kasate đá loạn hết cả lên. Những nỗ lực câu kéo thời gian của Poppy là tốt để cho kêu có thể tích số. Cùng lúc đấy thì Afe bên kia đã tích đủ tốc đánh rồi, liên tục trà đĩa tim mình. Kêu rất cố gắng clear sạch ra tanh tim bạn, nhưng mà vẫn còn đấy Soraka đứng trước bạn Afe để tanh. Và mình để thua 2 chết, còn lại 14 máu thôi. 660 gặp bóng nhà Afe còn lại nên là cũng không quá khó để hạ gục đối thủ. Nhà Afe băng đã gục ngã trước nhà Afe 8 can trường. Và thế là cuộc chiến chỉ còn lại 2 người. Mở kho báu rồng ngàn tuổi vừa săn được và mình lấy thêm về được một chiếc băng giáp cho Maokai. Đối thủ thì đã lấy thêm được một chiếc gậy lốc mà mình không để ý. Kêu lại một lần nữa bị lốc lên không trung. Kasate team bạn đá Poppy team mình không cho tanh. Afe được freedom và gần như là không ai đụng đến. Đối thủ chát GG nhưng mà quên mất là bây giờ mình mới sử dụng được chiếc lõi thứ hai. Cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu ông anh ạ. Rôn tiếp bằng những đồng tiền thừa và mình lên được Aatrox 2. Đổi chỗ của Kêu đi để không cho đối thủ lốc nữa. Poppy cũng được đổi sang vị trí khác để không bị sút. Chỉ số cộng thêm được chiếc lõi là quá ngon, giúp tanh team mình đã khỏe lại càng khỏe thêm. Kêu thì được freedom từ đầu đến deep mà không ai chạm vào. 114 lần quạt trả để kết thúc round đấu này với chiến thắng 5 chết. Ông anh đã hiểu vấn đề chưa ạ? 7.3 sẽ là round đấu quyết định. Thấy Sona không còn quá nhiều tác dụng nên là mình bán luôn, thay Z vào sân để cách 5 đồ tệ. Sojin được trả lại cho Senna để boost skill sớm hơn. Hai vòng trước đấy thì mình đã đổi chỗ Kêu rồi nên là vòng này mình quyết định là không đổi nữa để hack não đối thủ. Nhưng mà đối thủ kỹ càng quá, đổi cả hai lốc ra cùng một bên nên là Kêu của mình lại bị lốc lên trời. Klet xuống ngựa đẹp làm đổi hướng Kasate tìm bạn. Lượng giáp tạo ra từ Senna là rất nhiều, giúp cho Aatrox có thể câu kéo thời gian của Afe. Hai bên liên tục tích cuồng đao, quỷ kiếm Ducky nằm xuống và trao lại linh hồn cho Poppy. Kasate thì bận chơi đùa với Maokai ở hướng khác, để lại Afe một mình bơ vơ lạc lõng phía còn lại. Gwen thì cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhờ chiếc áo choàng bóng tối câu kéo thêm thời gian của Afe. Chỉ còn lại mỗi Sen đứng lại tanh cho Afe thôi. Sen nằm xuống thì cũng là lúc overtime đến. Kêu của mình hóa trao và quạt hết team bạn, top 1 cho mình. Lần sau từ từ nhá, thắng rồi hãng GG hãng gáy không là quê lắm. Mãn nhãn không các bạn? Đừng quên là like video ủng hộ mình và sub kênh YouTube Chuyện của Nắng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và mình chúc các bạn leo rank vui vẻ. Bye bye.